Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên là nơi vô cùng linh thiêng, được rất nhiều gia đình chăm chút một cách kỹ lưỡng. Chính vì vậy, ngoài cái việc lau dọn bàn thờ sạch sẽ vào cái ngày rằm, ngày mùng 1 và những ngày đầu tháng, sắp xếp hoa trái cho thật đẹp để cho ông bà tổ tiên được chứng giám, chúng ta cũng không nên tùy tiện đặt mọi thứ lên trên bàn thờ. Có một số vật đặt lên bàn thờ sẽ mang phong thủy xấu. Nếu không muốn gia đình kém may mắn, thậm chí gặp hạn trong năm mới hoặc là tháng mới Thì các gia chủ hãy loại bỏ ngay chúng ra khỏi bàn thờ ra tiên ngay lập tức Nhất là sau khi cúng rằm mùng 1 hoặc ngày đầu tháng Đó là những cái vật dụng gì mà lại nguy hiểm đến vậy Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Thứ nhất, tiền giấy, tiền vàng Thưa quý vị, giấy tiền và vàng mã là những thứ mà không được đặt lên trên bàn thờ Có nhiều gia chủ giữ cái thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ Với cái mong muốn là được người trên chứng giám chứng và ban cho cái tài lộc cho mình. À, thế nhưng theo quan niệm tâm linh thì việc để tiền vàng lên ban thờ chẳng những không thúc đẩy được cái vượng vận mà còn khiến cho cái việc làm ăn của gia chủ bị trì trệ, à, nhiều khó khăn ngáng trở, khó lòng mà thành công được như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy mà ngược lại lại còn mất tiền và tốn của túng thiếu trăm bè. À, tốt hơn là để tiền bạc trong nhà được nhiều hơn. Vậy nên quý vị không nên trưng tiền giấy vàng mã lên trên ban thờ lâu ngày và nên hóa ngay sau cái lễ cúng mà được xong xuôi. Đặc biệt là vào ngày 23 tháng Chạp, người ta có đem hết tiền giấy vàng mã của năm cũ để hóa hết giúp cho tài lộc được như ý. Thứ hai là xử lý lộc lá xin về. À, thưa quý vị, những cảnh vàng lá ngọc được ban ở các chùa, triền, miếu, phủ, đình đền cũng như là các điện thờ. À, theo nhiều người quan niệm, không nên đặt lên trên ban thờ bởi có rất nhiều cái vấn đề nó xung quanh như là cành vàng lá ngọc có được bày bán ở những chỗ sạch sẽ, cất giữ ở những nơi không bị uế hay là không. Quan trọng hơn là những cành vàng lá ngọc đó thì bị nhiễm cái năng lượng xấu và nhiễm bụi bẩn hay là có những cái thứ mà không lành nữa hay là không. À, các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy cho rằng khá nhiều người dân khi đi lễ đã xin lộc để cắm vào ở nhà mình. Cái việc xin lộc cành vàng lá ngọc mang về đặt lên ban thờ gia tiên là cái điều không nên làm hoặc có làm thì cũng cần được các nhà tâm linh tư vấn và xem xét một cách kỹ lưỡng. Nhưng tốt hơn là mọi người không nên mang về à, vì có thể ở những cái nơi đó chứa nhiều cái năng lượng xấu và nhiều cái thứ bám vào đó. Nếu tới chùa triền, những cái di tích mua những cái cảnh vàng lá ngọc đó dâng lên thì sẽ công đức. Nhưng sau khi mà cúng xong ấy thì các bạn cũng nên hóa đi, không nên mang về nhà. À, đi lễ đầu năm hay là đi lễ đầu xuân hay là đi lễ ngày rằm mùng 1 thì người dân hay mua những cái cảnh vàng lá ngọc để cầu cái phú quý và cầu may mắn chứ không phải cái vật phẩm để thờ cúng nếu muốn bày lên trên ban thờ cho đẹp thì cũng nên mua mới nhưng tới ngày rằm tháng riêng hoặc ngày 23 tháng chạp thì cũng nên hóa đi ban thờ là cái nơi linh thiêng của cả gia đình cái đồ thờ cần phải sạch sẽ thanh khiết đặc biệt đồ thờ trên bàn thờ gia tiên phải là đồ thật thanh tịnh vì thế không nên đặt lộc lá giữa những cảnh vàng lá ngọc đã cúng mà mang về rồi lại cắm xuôi cắm ngược lên cái ban thờ gia tiên vừa làm ban thờ dườm già lại vừa không thông thoáng lãng phí và đó là cái hình thức mê tín dị đoan thứ ba không tùy tiện cắm chân hương vòng vào bát hương à, thưa quý vị một số gia đình hay cắm cái trụ sắt vào cái bát hương vòng để thắp hương vòng cái việc làm này theo các nhà tâm linh ấy là tuyệt đối không nên bởi bát hương cần được tĩnh và nghiêm cấm không được tùy tiện cắm bất cứ cái thứ gì vào trong đó đặc biệt là những đồ bằng kim loại vì có thể làm động bát hương và gây ra sự xui xẻo cho gia chủ. Nếu muốn cắm trụ sắt mà không động bát hương ấy thì các bạn có thể sử dụng một cái đĩa ở đĩa đốt hương vòng ở bên ngoài bát thờ hoặc là trong ngày 23 tháng chạp thì một số thầy cũng khuyên quý vị là cái thời điểm để bao sái bát hương tốt nhất, tỉa chân hương sau đó uh, bao sái xong thì các bạn có thể cắm cái chân hương vòng vững chãi vào chính giữa bát hương trong xã hội ngày nay thì có rất nhiều đĩa hay là khay thắp hương vòng trông rất đẹp và lại còn tiện lợi không nhất thiết phải cắm cái trụ sắt vào bát hương nữa vừa tránh động bát hương lại vừa sạch sẽ và sẽ rất dễ dàng lau chùi ngày lễ ngày tết chỉ cần đặt cái hương vào cái đĩa hương vòng vào cái khay hương vòng và thắp hương ở trong đó ạ như thế vừa tránh được động bát hương lại vừa thắp được hương vòng à, việc làm này cũng sẽ sạch sẽ và vô cùng nhanh chóng các nhà tâm linh học cho rằng một bàn thờ tốt nhất là nếu đủ cả ngũ hành, đúng không ạ? Tức là kim là đồ kim loại, mộc là hương, thủy là nước, hỏa là đèn là nến, thổ là bát hương, cho vân vân. À, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bàn thờ có đủ ngũ hành là tốt, nhưng mà các đồ kim loại như là đỉnh đồng, lư hương, lư hương bằng đồng hay là hạt đồng chân nến vân vân thì không nên đặt nhiều. Vì cái việc đặt nhiều đồ kim loại, đồ đồng lớn và nặng trên bàn thờ thì sẽ không tốt À, khói hương có thể làm khuếch tán cái phụ liệu trong các đồ đồng, ảnh hưởng tới cái sức khỏe của, của gia chủ. À, thứ tư là đồ cúng là đồ ăn là thực phẩm. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng chủ yếu là ở tấm lòng thành của gia chủ, cho nên dù các bạn có cúng đồ ngọt, đồ mặn hay là đồ chay thì cũng cần phải hết sức lưu ý. À, đồ cúng nào mà là thực phẩm thì sau khi hương tàn, gia chủ cần hạ lễ vừa để con cháu được thụ lộc các cụ, vừa để đảm bảo thực phẩm vẫn còn ăn được, không bị thiêu, không bị hỏng hoặc không bị ruồi muỗi nó đậu vào sẽ khiến cho gì đồ ăn nó bị nhiễm vi khuẩn hơn nữa xét về mặt phong thủy thì nếu mà để thực phẩm bị hỏng ấy, bị thiêu hay bị mốc trên ban thờ ở trong bất kỳ cái ban thờ nào nghi lễ nào thì cũng là bất kính với bề trên đấy đây cũng chính là cái dấu hiệu mà tiêu tán tài lộc thứ năm trên ban thờ không được để hoa khô héo thưa quý vị cái việc để hoa khô héo không chỉ chứng tỏ cái sự thờ ơ không quan tâm đến gia tiên của con cháu Đồng thời mà bạn cũng có thể bị chê cười Hơn nữa, nếu mà bạn đặt hoa héo và hoa khô trên bàn thờ Thì sẽ khiến cho mọi người trong gia đình gặp nhiều cái xui xẻo Công việc thì không được thuận lợi Thứ sáu, hoa giả, quả giả à, Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học Thì các loại hoa quả giả thì mang tính âm Vì được làm từ những cái vật liệu có sẵn Nên là chúng không mang phong thủy tốt đẹp cho gia đình Thông thường, để trang trí cho không gian thờ cũng được đẹp và mong muốn mang lại nhiều cái năng lượng mới cho cái căn nhà thì cái việc sử dụng hoa tươi luôn được đề cao hơn hơn hết cái ban thờ là cái nơi tâm linh là cái nơi linh thiêng để thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà với tổ tiên chính vì vậy nếu đặt những thứ giả lên lên ban thờ hay là hoa giả quả giả thì sẽ khiến cho không gian thờ cúng nó không còn được thoáng và không còn được thanh tịnh nữa à, vì thế bạn hãy bày những lọ hoa và trái cây thật lên trên ban thờ gia tiên vào ngày lễ tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng 1 để tạo cái không khí tươi mới và thoáng đãng cho cho cái bàn thờ à, quý vị thân mến bàn thờ thường được đặt ở những nơi cao giáo sạch sẽ thanh tịnh biểu tượng cho cái lòng thành kính của gia chủ đối với ông bà tổ tiên à, quý vị cũng không nên đặt bàn thờ gia tiên ở dưới nền nhà bởi đây là cái chốn đi lại bụi bẩn và dễ bám bụi lại đặt ở dưới chân của người đi qua đi lại à, cũng chính vì cái lẽ đó nên bên dưới của bàn thờ gia tiên sẽ có một cái khoảng trống nhiều gia đình đã tận dụng cái khoảng trống này để bỏ những cái đồ đạc vào trong đó. À, xong cái đây lại là một trong cái điều kiêng kỵ khi mà đặt ban thờ. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, ngoài ra thì các chuyên gia phong thủy cũng khuyên rằng có năm đồ vật nên đặt trên ban thờ gia tiên sẽ mang lại cái linh khí tốt. Vậy đó là năm cái đồ vật nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thứ nhất là đèn dầu. Thưa quý vị trong văn hóa của người Việt đèn dầu là một vật vừa mang cái ý nghĩa tâm linh lại vừa mang cái ý nghĩa phong thủy vô cùng to lớn vậy nên đèn dầu sẽ luôn được đặt ở cái vị trí ưu tiên trên bàn thờ của các gia đình hoặc là trong chùa triền đình đền miếu phủ để giữ lửa đồng thời dùng đèn để lấy lửa thắp hương trong các dịp lễ tết dỗ chạp trong những dịp dịp là rằm mùng 1. về phương diện của đời sống tâm linh thì lửa mang cái ý nghĩa chính là cái cầu nối gắn kết giữa thế giới tâm linh với cái thế giới của con người vậy nên cái việc làm này được thể hiện rõ ràng nhất ở những cái nghi thức dâng hương, thắp hương hay là đốt hương của người Việt bởi vì người Việt tin rằng cái nén hương một khi mà đốt lên thì giống như một cái nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới âm dương với nhau à, theo phong thủy thì việc sử dụng một cái đèn dầu như là một cái pháp khí để bảo vệ ngăn chặn những cái thế lực xấu xa xâm phạm vào căn nhà của bạn à, giúp cho ông bà tổ tiên được thờ phụng mà không bị quấy rối hay là bị cản trở À, việc làm này cũng có tác dụng tương tự khi mà đặt đèn dầu ở dưới chân bàn. Tuy nhiên, đèn dầu được đặt ở dưới bàn thờ phải chưa được thắp lửa. Cái việc đặt đèn dầu ở dưới chân giống như là gì? Việc gia chủ muốn gắn kết, biết ơn và kính trọng với ông bà tổ tiên như vậy sẽ giúp cho gia chủ nhận được nhiều cái sự may mắn, tài lộc đang gõ cửa nhà các bạn. Thứ hai là la bàn phong thủy. Bởi vì để tiết kiệm không gian nên là rất nhiều gia đình đã đặt thêm những cái đồ vật ở dưới chân. Của, của ban thờ gia tiên, xong cái thói quen này lại không hề tốt với cái vận trình tài lộc của gia chủ. Đầu tiên là về cái mặt thẩm mỹ, cái việc để đồ dưới gầm ban thờ gia tiên ấy trông rất lộn xộn, làm gì mất cái thẩm mỹ cũng như là trông mất mỹ quan, mất đi cái sự yên tĩnh thanh tịnh của ban thờ. Ngoài ra thì cũng tuyệt đối không nên để bể các cảnh, đem đặt ở phía dưới bàn thờ gia tiên. À, việc làm này chỉ khiến cho cái tài lộc, tài sản vật chất của các bạn đội nón ra đi ngày một nhanh hơn. Nếu gia chủ muốn đặt những đồ vật ở dưới gầm bàn thờ gia tiên thì chỉ nên đặt một chiếc la bàn phong thủy. Bởi vì chiếc la bàn phong thủy mang cái ý nghĩa giống như là cái kim chỉ nam, kích thích cái tài lộc và giúp cho gia chủ thêm phần mạnh mẽ hơn. Thứ ba là đặt tượng Phật Di Lặc. Nếu mà gia chủ muốn thu hút cái tài lộc vào nhà mình ấy, thì trên bàn thờ gia tiên đặt một bức tượng Di Lặc. Bởi vì cái việc thờ cúng Phật Di Lặc cũng đã trở thành một trong cái phong tục truyền thống hết sức là quen thuộc của các tín đồ phật giáo mong cầu được sự bình an và hạnh phúc mỗi một pho tượng sẽ được mang một cái ý nghĩa khác nhau tượng phật di lặc mang cái ý nghĩa là an vui hạnh phúc viên mãn à, được rất nhiều gia đình ưa chuộng khi bạn nhìn thấy tượng phật di lặc sẽ được điêu khắc miêu tả với cái hình ảnh mập mạc à, mặc áo hở bụng tròn trịa và phô ra cái rốn à, đi trên đất cười lên trông rất thoải mái và sàng khoái cái cảm giác hạnh phúc và an lạc à, đây cũng là một cái vị phật mang lại nhiều cái may mắn cho người sống lương thiện, tốt lành, thật thà, chăm chỉ và siêng năng. Thứ tư, đặt ba hũ gạo, muối, nước trên ban thờ gia tiên. Thưa quý vị, ba chén thờ hay còn được gọi là ba hũ dùng để đựng gạo, muối và nước. Cả ba chén này thì cũng cần phải được lựa chọn kỹ càng và sử dụng tách biệt hoàn toàn với những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày nhằm đảm bảo cái sự thành kính và cái sự tôn trọng đến với ông bà tổ tiên. Ông bà xưa thường quan niệm ở thế giới bên kia cũng sẽ tồn tại một cái sự sống mới mà con người lúc sống không thể nhìn thấy được. Vậy nên mới đặt ba cái hũ trên ban thờ gia tiên với cái mong muốn là ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia sẽ có một cuộc sống là no ấm đủ đầy. Đồng thời có có thể là phù hộ cho con cháu được bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Theo đó, cái hũ muối nó biểu tượng cho sự đầy đủ ấm no sung túc. Bởi theo người xưa, muối là một cái thứ quý giá, quý hiếm, chứ không giống như hiện tại Ngày xưa thì chỉ có những gia đình giàu có quyền cao chức trọng, những nhà quan to thì mới có. Muối được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó thì muối còn có ý nghĩa là sạch sẽ, ý chí mạnh mẽ, mong muốn có được một cuộc sống là sung túc và đủ đầy. Ý nghĩa của hỗ gạo, gạo được gọi là cái hạt ngọc trời ban, là thực phẩm nuôi sống chúng ta hàng ngàn hàng vạn năm nay, là cái vật phẩm chân quý, đáng được trân trọng. Hỗ gạo tượng trưng cho cái sự biết ơn đến các vị thần linh gia tiên, các vị thần Phật đã mang lại cho cái nghề trồng đúa nước để mưu sinh. Đồng thời cũng mang cái ý nghĩa là dâng lên cho ông bà tổ tiên cái thứ lễ vật quý giá nhất không thể thiếu trong cái cuộc sống hàng ngày của con người. Tiếp theo là hũ nước. À, nước mang cái ý nghĩa của sự thanh cao, sạch sẽ, của sự trong trẻo, thuần khiết. Nước chính là cái nguồn sống, là cái sự sống không thể thiếu trong cái cuộc sống của con người. Nếu như đặt hũ nước lên trên man thờ gia tiên sẽ mang đến cái ý nghĩa là mong muốn có được cái cuộc sống bình yên, yên ấm trong sạch và thanh cao giống như một cái dòng nước à, thứ năm là đặt bát hương trên ban thờ gia tiên à, thưa quý vị bát hương được đặt trên ban thờ gia tiên khi cắm hương được xem là tinh tú tể tịu bát hương dân truyền cái ý nguyện của con cháu đến các bậc thần linh gia tiên thông thường bát hương sẽ được đặt ở cái vị trí trung tâm và vuông vức với cái ban thờ cái mặt lưỡng nghi cái mặt nguyệt ấy, thì nó trầu hướng ra ngoài hình vẽ này mang cái ý nghĩa bảo vệ gia chủ được bình an, không bị tà ma nào nó tấn công xâm lấm. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, do đó người ta thường quan tâm chăm chút. À, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đặt bàn thờ sao cho đúng phong thủy. À, thưa quý vị, theo phong tục tập quán của người Việt Nam thì phong thủy bàn thờ có ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của gia chủ. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất, bởi vậy cái việc bài trí trên bàn thờ cần phải suy nghĩ, suy tính một cách cẩn thận. À, nếu mà đặt vị trí bàn thờ không đúng sẽ mạo phạm đến tổ tiên và dễ mắc bệnh tật hoặc là gì, gia đình dễ bị đổ vỡ, sức khỏe thì bị ảnh hưởng. À, chính vì thế khi đặt vị trí bàn thờ, quý vị cần phải lưu ý một số cái vấn đề sau để tránh tán ra bại sản cũng như là sức khỏe bị xuống dốc. À, lưu ý thứ nhất là bàn thờ không được đặt đối diện với lò điện, với bếp điện hoặc là với nhà vệ sinh. Nếu bàn thờ gia tiên với nhà bếp mà đối diện với nhau thì sẽ hay xảy ra những cái tranh cãi và khiến cho những người trong gia đình hay bị nóng nảy nóng tính nếu phía trên bàn thờ mà có xà ngang thì có thể sẽ khiến cho gia chủ dễ bị đau đầu cuộc sống thì thường vất vả nếu đặt đối diện với cầu thang thì chủ nhân dễ bị gì động dao động kéo tai nạn đổ máu nếu đặt bàn thờ dưới gầm cầu thang thì người trong nhà khó có cơ hội để phát triển lên được bên cạnh đó nếu mà đặt trên cái nền lồi lõm không bằng phẳng thì sẽ khiến cho gia chủ gặp khó khăn trong mọi việc À, thưa quý vị, nếu mà ở phía bên trên, phía dưới, bên trái, bên phải của bàn thờ ấy mà có cửa sổ thì chủ nhân dễ bị gì hao tốn về tiền của. Thứ hai là trên bàn thờ gia tiên không được đặt các vật linh tinh. Thưa quý vị, trên bàn thờ gia tiên kỵ nhất là đặt những đồ vật linh tinh. À, chính vì thế mà bạn nên thận trọng trong cái việc cất giữ đồ sao cho nó phù hợp. Trên bàn thờ gia tiên không được đặt nhiều đồ vật kim loại. À, quan niệm xưa nay của chúng ta thường thấy rằng trên bàn thờ tổ tiên ấy, thường cắm cái trụ và chính giữa bất hương tượng trưng cho cái tinh tú để đốt hương vòng mà mọi người thường coi là cái điều phải làm. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm linh học cho rằng bắt hương thì cần tĩnh và nghiêm cấm, không được tùy tiện cấm bất kỳ một thứ gì vào trong đó. Bắt hương bởi thế sẽ bị động và gây ra những chuyện xui xẻo và tai hại cho cả gia đình. Thứ tư là ban thờ gia tiên không nên treo trên không. À, người xưa cho rằng bàn thờ là cái nơi cần được hội tụ cái linh khí. À, khí trường bàn thờ sung mãn thì có thể khiến toàn gia được an lạc và hạnh phúc. Nếu bạn treo bàn thờ lơ lửng trên không và không có chỗ dựa ấy hoặc là ở cái nơi đi lại thì dễ khiến cho gì trong nhà bất an, gia đạo thì bị suy sụp đổi và khó có thể phát lên được. Chính vì vậy mà mọi người thường là kiêng kỵ việc treo bàn thờ ở cái nơi không gian trong phòng khách. Thứ năm là bàn thờ không được ngược với hướng nhà. À quý vị thân mến, Bàn thờ ngược với hướng nhà sẽ khiến cho những người trong nhà dễ bị bất hòa và gặp nhiều cái bất chắc bệnh tật. Nếu đặt ở vị trí quay sang trái hoặc sang phải thì chủ nhân dễ có tâm sự phiền muộn. Nếu bàn thờ mà đối diện với nhà vệ sinh thì những người trong nhà dễ gặp những cái bệnh tật về đau đớn. Thứ sáu, không được dùng cát bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không được dùng cát để thay thế cho nếp ở trong cái bát hương bởi cái việc này sẽ khiến cho gia chủ, gia đình gia chủ gặp nhiều cái chuyện lục đục gặp nhiều cái điều không may mắn bắt hương phải được bốc bằng cho nếp sạch đốt từ dâm nếp hoặc là dâm tẻ được sàng lọc một cách kỹ càng để loại bỏ đi những cái tạp chất à, thưa quý vị trên đây tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vật phẩm sau khi thắp hương ngày rằm ngày mùng 1 mà quý vị phải bỏ ngay kẻo càng cúng càng mang tội từ đó sẽ giúp gia đình luôn được bình an làm việc thì cứ được thuận buồm xuôi gió tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.